Xin chào các bạn. Trong bài học hôm nay, gã Excel sẽ dẫn các bạn cách để gộp nhiều file có tiêu đề khác nhau trong Excel. Mình sẽ sử dụng Power Query nhé. Thì ở đây mình sẽ có ví dụ là 3 file là phòng kinh doanh, phòng nhân sự và phòng tài chính. Thì với cách làm này, các bạn có thể gộp nhiều file tùy chọn nhé. Đó, các bạn cứ vứt các file các bạn cần gộp vào đây. Thì mình sẽ làm cho hai trường hợp là các cái file này có cùng cấu trúc nhưng mà tiêu đề khác nhau, và trường hợp thứ hai là gì ạ? Nó có cấu trúc khác nhau và tiêu đề cũng khác nhau, tức là thứ tự các cột là khác nhau và tiêu đề cũng khác nhau luôn. Đó, thì ở đây á, mình sẽ xem từng phòng một nha. Thì ví dụ đầu tiên mình có cái phòng kinh doanh thì có các cái trường là gì? Trường mã đúng không? Thì mình đặt là code này, name, date of birth, ngày sinh và phòng ban. Đó. Thì tiếp theo là cái phòng nhân sự. Thì ở đây các bạn thấy là gì? Cái cấu trúc thì nó giống nhau, gồm các cái trường này, nhưng mà tên của cái tiêu đề thì nó là khác nhau đúng không? Đấy. Thì ba cái file này đều có tên tiêu đề khác nhau. Đó. Cái vị trí của nó không quan trọng nhá. Đó. Thì quan trọng là nó cùng cấu trúc, nó có bốn cái trường này. Đó. Chỉ là cái tên tiêu đề khác nhau thôi. Thì đây là trường hợp thứ nhất. Thì lát nữa mình sẽ làm cái trường hợp thứ hai nhá. Thì đây là cái dữ liệu mẫu, thì mình sẽ để ít cái trường thông tin cũng như là ít cái dòng dữ liệu thôi. Đó. Thì để làm việc này các bạn làm như sau. Mình sẽ khởi động Excel lên nhá. Đó. Đó, mình sẽ mở một cái file ứng dụng Excel lên. Mình sẽ dùng Power Query nhé. Các bạn vào thẻ data, các bạn sẽ chọn là Get Data, các bạn sẽ là From Folder đúng không? Đó, mình sẽ gộp các file trong một cái folder ở đây. Các bạn browse đến cái folder mà các bạn cần gì ạ? Các bạn cần cần gộp đúng không? Đó, cái folder của mình là gộp file khác tiêu đề, các bạn bấm OK. Đó, các bạn bấm OK. Đó, thì như vậy là gì? Nó sẽ hiện danh sách 3 file ở đây cho mình đúng không? Đó. Thì các bạn sẽ chọn cái transform data để mình sẽ tùy chỉnh ở đây nhé. Đó, thì nó sẽ mở cái cửa sổ Power Query lên. Thì các bạn lưu ý nhé, nếu như mà trong cái folder của các bạn ấy mà nó có nhiều file khác nhau, ví dụ nó có cả PDF, cả doc, nó có rất là nhiều file đúng không? Hoặc thậm chí cả file Excel, thì các bạn có thể filter, các bạn chọn tùy chỉnh theo cái mục đích của mình. Thì lúc đấy nó chỉ xử lý thôi. Ví dụ bây giờ mình chỉ filter những cái file mà Excel thôi đúng không? Các bạn vào đây. Đó, các bạn sẽ chọn là gì ạ? Text filter, và các bạn sẽ chọn cái content. Đó. Thì ở đây cái content các bạn có thể ghi là gì ạ? .xls đúng không? Thì nó có thể là file Excel phiên bản cũ hoặc là .xlsx, thì mình chỉ cần nó chứa cái file .xls là được, tức là mình chỉ xử lý những file Excel thôi đúng không? Còn các cái file ví dụ như là PDF hoặc là doc chẳng hạn thì nó sẽ không tính đúng không? Các bạn bấm OK. Đó. Thì đấy là cái bước các bạn có thể tùy chọn nhá. Còn nếu như các bạn chắc chắn là cái folder của mình toàn là file Excel mà các bạn cần làm thôi, thì các bạn bỏ qua bước vừa sau. Đó. Sau đó các bạn sẽ chọn vào đây để mình combine file, các bạn tích vào đây. Rồi, thì nó sẽ mở cái cửa sổ Power Query, cái combine file ở đây. Thì như các bạn biết ý, thì cái Power Query ý, thì nó sẽ thực hiện trên một cái file mẫu, và nó sẽ áp dụng cho toàn bộ các cái file đấy đúng không? Cho nên ở đây nó sẽ có một cái C1 file là cái file mẫu. Thì các bạn có thể chọn bất kỳ một cái file nào là file mẫu, hoặc là Excel nó chọn mặc định là cái first file, thì là cái file đầu tiên thôi đúng không? Đó. Thì ở dưới này các bạn có thể nhìn thấy cái sheet này, đây là cái file kinh doanh đúng không? Còn nếu như các bạn thích chọn file nhân sự chẳng hạn đúng không? Thì cái file mẫu sẽ là cái file của nhân sự. Đấy, các bạn chọn cái file nào cũng được. Đó. Thì các bạn cứ để mặc định là cái first file đi đúng không? Đấy, các bạn tích vào cái sheet 1 này. Mình sẽ ấn OK. Rồi, OK. Đó, thì nó sẽ có một cái Power Query. Đây là cái tên nha. Ví dụ các bạn có thể ghi là đây là gộp file cũng được. Đó. Gộp file khác tiêu đề đi. Cái này chỉ là đặt tên của cái query này thôi, đúng không? Các bạn có thể ghi thêm là cùng cấu trúc đúng không? Đấy, cho cái trường hợp đầu tiên. Đó. Thì các bạn sẽ thấy cái file mà kết hợp nó sẽ là gì? Thì mặc định cái file mẫu là cái file mà của phòng kinh doanh đúng không? Thì nó sẽ có các thông tin này đúng không? Còn cái file mà nhân sự ấy, thì nó khác tất cả các tiêu đề, cho nên là gì? Các bạn sẽ thấy nó để là luôn hết này. Đó. Còn cái file mà phòng tài chính ấy, thì nó có trùng cái phần gì ạ? Nó có trùng cái phần mã này, nó có cùng chữ code này, và nó có cùng với chữ name và cùng cái chữ dev, cho nên là gì ạ? Chỉ có cái phần ngày sinh ấy, thì nó khác cái tiêu đề, cho nên nó sẽ vấn đề là null ở đây đúng không? Đó. Thì đấy là khi mà các bạn gộp file mà nó khác tiêu đề thì nó sẽ ra kết quả như thế này. Đó. Thì để làm việc các bạn gộp file mà khác tiêu đề mà vẫn cùng cấu trúc nhá, thì các bạn sẽ vào cái transform C1 file đây này. Đó.
thì cái file transform C1 file tức là gì? Nó sẽ tất cả những cái thao tác ấy, của Power Query ấy, nó sẽ thể hiện ở cái file này. Nó sẽ thực hiện trên cái file mẫu đúng không? Đó. Và nó sẽ áp dụng cho toàn bộ các cái file mà các bạn chọn trong cái folder vừa xong. Đó. Thì bây giờ mình sẽ xử lý cái file này thôi. Thì nó sẽ áp dụng cho toàn bộ các file để nó kết hợp vào đúng không? Đó. Đây, mình sẽ là promote header này. Đó. Thì mình sẽ xóa cái phần gì ạ? Cái phần header đi. Đúng không? Đó thì lúc này nó sẽ là lấy cái tên header mặc định, nó là column 1, column 2, column 3 và column 4, tức là mình sẽ không lấy cái phần header mặc định của cái file mẫu là cái phòng kinh doanh đúng không? Đó. Thì bây giờ mình sẽ bỏ cái cột tiêu đề đúng không? Đấy, mình bỏ cái cột tiêu đề. Đấy, các bạn sẽ vào cái phần thẻ home này, đó. Remove row đúng không? Đấy, các bạn sẽ remove cho mình là cái top row, tức là mình sẽ xóa cái dòng tiêu đề đúng không? Đó. Thì các bạn sẽ chọn là mấy dòng, ở đây mình là có một dòng tiêu đề thôi, các bạn chọn một, ok, đó thì nó lúc này nó sẽ mất cái dòng tiêu đề. Và cái cách làm của mình là gì, mình sẽ đổi tên cái phần tiêu đề này, đó thì nó hơi thủ công một chút. Ví dụ mà các bạn có hàng chục cột hoặc khoảng 20 cột chẳng hạn thì mình phải đặt tên cho 20 cái tiêu đề này thôi đúng không? Thì cái ví dụ cái cột một các bạn tích đúp vào đây mình sẽ đổi tên nhá, ví dụ ở đây là mã mã nhân viên đúng không? Cái column 2 các bạn tích đút vào, thì do nó có cột thì nó để là name, có cột thì để là họ tên, có cột để là tên chẳng hạn đúng không? Thì mình sẽ ghi là tên nhân viên. Đó. Tên nhân viên đó. Cái này nó sẽ là để ngày sinh đúng không? Có một số cột là để birth, có cột là birth update đúng không? Ngày sinh đó. Thì các bạn thích đặt tiêu đề là gì các bạn chọn thôi. Đây là các bạn ghi là phòng ban rồi. À, các bạn enter thì như vậy là gì, nó sẽ đổi, nó sẽ xóa cái tiêu đề của tất cả các cái file kia đúng không, và nó sẽ đặt tên này thôi đó. Thì như vậy là mình đã xong làm cho việc mình chỉnh sửa cái file mẫu đúng không. Đây, các bạn sẽ vào cái file kết quả, file cuối cùng ở đây thì do mình xóa cái tiêu đề cho nên ở đây nó sẽ báo một cái cảnh báo thôi đúng không. Thì các bạn sẽ bỏ cái phần change style này đi đúng không, các bạn xóa cái bước change style của cái bước gộp file này đó. Thì như vậy các bạn thấy không, thì như vậy tất cả của mình có ba cái file nó đã gộp vào đây, và do mình đã xóa hết tiêu đề và mình đặt cái tên tiêu đề mới, các bạn thấy không, nó rất là hay. Thì như vậy là mình đã gì ạ, mình đã gộp file với khác tiêu đề nhưng mà có cùng cấu trúc đúng không. Và các bạn có thể export ra một cái file Excel mới, hoặc các bạn close and load đến đến cái file này, hoặc là các bạn tạo một cái collection không thôi, hoặc các bạn có thể nếu các bạn cần dữ liệu thì mình sẽ port, mình sẽ import ra cái, mình export ra cái gì ạ, cái table, hoặc các bạn chỉ cần tạo cái kết nối thôi, tùy các bạn nhé. Đó, ví dụ mình table đi, đó mình xuất vào cái ô B2 này chẳng hạn đúng không? Các bạn bấm OK. Đấy, các bạn chờ một lát. Rồi các bạn thấy chưa? Thì nó có ba cái phòng ban này, đó và nó có cả cái tên file. Bây giờ các bạn không thích cái tên file này các bạn có thể xóa đi đúng không? Đấy, mình lại tích đúp vào cái đây, mình sửa lại thôi. Mình mở cái cửa sổ Power Query đúng không? Thì các bạn nháy chuột phải vào cái cột này, các bạn remove đi. Đấy, các bạn remove cái cột này đó. Đấy, các bạn lại close and load đó, các bạn thấy không, nó mất cái cột tên đó. Bây giờ các bạn có thể chỉnh sửa một cái thêm bớt đúng không, các bạn vào cái một cái file bất kỳ, ví dụ là cái phòng nhân sự đi đúng không, hoặc là ví dụ cái phòng tài chính đi, đây nó có tiêu đề khác nhau này, các bạn mở lên. Bây giờ ví dụ mình thêm một cái nhân vật là ông gái Excel đi. Đó. Ngày sinh ngày mùng 1 tháng 1 năm 2000 đây đúng không? Ví dụ vậy. Đây là phòng tài chính đúng không? Đó. À, thì lúc này cái mã ví dụ mình để là 008 đúng không? Đó. Các bạn close lại nhé. Xếp lại. Bây giờ các bạn nháy chuột phải, các bạn refresh này. Đấy, các bạn sẽ thấy có một ông gái Excel của phòng tài chính luôn. Đó các bạn thấy không? Rất là hay. Mặc dù cái tên tiêu đề là khác nhau nhưng mà nó vẫn gộp vào cái file này được. Đó thì đấy là cái cách mà mình kết hợp file và khác tiêu đề nhưng mà cùng cấu trúc. Bây giờ mình sẽ làm cái trường hợp thứ hai là gì ạ, là khác tiêu đề và cả khác cấu trúc nhé. Đó, mình sẽ đóng cái này lại, các bạn có thể xếp vào không nhé, ở đây mình sẽ không xếp. Rồi ok, bây giờ mình sẽ sửa cái dữ liệu này để nó vừa khác file và vừa khác cấu trúc nhé. À, các bạn đây ví dụ mình tích đúp với phòng kinh doanh này, đây phòng kinh doanh đây đúng không, thì nó đang là cấu trúc như thế này đúng không. Bây giờ ví dụ mình cho cái name này nó
ra trước cái code đi chẳng hạn, đúng không? Đấy, các bạn giữ shift mình để đảo sang đây đó, thì như vậy là nó khác cấu trúc rồi đúng không? Và ví dụ cái phòng kinh doanh để như vậy thôi, close đi, save. Đấy, phòng nhân sự chẳng hạn đúng không, mình mở cái phòng nhân sự lên đây, ví dụ mình cho là ngày sinh hoặc là phòng ban này, ra trước cả cái ngày sinh này đi đó, các bạn có thể đảo bất kỳ nhá. Rồi ok, mình close lại, thì như vậy là mình đã thay đổi cấu trúc và nó khác cả cái phần tiêu đề đúng không, đó, khác cả cái cột đó, xếp lại đó, thì như vậy là ba file này nó đã khác cả tiêu đề và khác cấu trúc đúng không, thì mình sẽ làm như thế nào. Ok, bây giờ mình sẽ khởi động Excel lên nhá. À, các bạn cũng sử dụng cái Power Query thôi. Đấy, các bạn sẽ get from file, mình chọn cái folder đúng không, mình browse đến cái folder vừa xong thôi. Đấy, các bạn chọn cái folder mà chứa các file các bạn cần gộp đúng không, các bạn bấm ok. Họ thì nó cũng là có ba file này, các bạn transform data đó, thì ở đây mình cũng làm một cái bước là gì, mình chọn những cái file mà nó là Excel không thôi chẳng hạn đúng không, các bạn chọn cái constant để loại bỏ những cái file PDF hoặc là file ảnh khác đúng không, các bạn sẽ ghi là .xls chẳng hạn đúng không, đó là cái file đuôi .xl, các bạn có thể là xlsx hoặc là xls là phiên bản cũ đúng không. Đấy, thì nó chỉ cần chứa cái này là được, tức là nó chỉ là file Excel là được. Ok đó, thì bây giờ các bạn sẽ tích vào đây để mình gộp file đúng không. Đó, cái first file thì mình để mặc định đi, các bạn chọn cái sheet 1 này. Đấy, các bạn cứ bấm ok nhé. Rồi thì các bạn sẽ thấy cái kết quả là gì, do mình đã đảo cả thứ tự, tức là cái same file, tức là cái file mẫu ấy, thì vẫn là cái phòng kinh doanh thì nó vẫn giữ nguyên đúng không, tất cả nó đều theo cái mẫu là phòng kinh doanh, thì những cái phòng nào mà nó có cùng tiêu đề và cùng cấu trúc ấy thì nó vẫn hiện đúng không, name này, phòng này chính này, đấy thì mã thì nó vẫn hiện đúng không, nhưng mà cách khác không trùng thì nó không hiện đó. Thì bây giờ mình sẽ làm như thế nào đó, thì các bạn tích vào cái transform same file nhé đúng không, đó thì khi các bạn tích vào đây thì tức là cái tất cả những cái hành động là nó sẽ áp dụng cho cái file mẫu và nó sẽ lưu ở cái transform sample file, tức là gì, các cái thao tác như chỉnh sửa làm sạch thì nó sẽ làm cho một cái file mẫu này, sau đó nó sẽ áp dụng cho toàn bộ các file còn lại, thì đây cũng chính là cái ưu điểm của cái Power Query nhé. Đó thì các bạn tích vào cái chữ function này để mình sẽ viết cái function mình chỉnh sửa một chút đúng không, thì ở đây ấy, mình sẽ dùng cái hàm là gì, các bạn sẽ gõ cho mình là table này. À, các bạn phải gõ đúng nhá, table chấm này, các bạn sẽ chấm là rename, nó có gợi nhắc này, rename column đúng không? Đấy, các bạn có thể tích vào đây, rename column, đó, các bạn sẽ mở ngoặc ra, thì cái phần trong cái phần promote header chính là cái bảng mà sau cái bước promote header này, các bạn nhìn này, đó, nó chính là cái bảng bảng của cái này sau khi mà thực hiện cái bước này đúng không? Đó, thì các bạn cứ để này, các bạn xuống cuối nhé. Đấy, các bạn phải tiếp theo là gì ạ? Cái phần rename là các bạn cần đổi tên cho đồng nhất tất cả những cái tên của mình đúng không? Thì ở kia là mình có ba cái file, thì cái tên thì nó khác nhau, lúc thì là code, lúc thì là mã nhân viên đúng không? Thì lúc thì là cái phòng ban, lúc thì là dev hoặc là chữ ngày sinh, thì lúc thì là date hoặc birth đúng không? Hoặc tên thì cột thì là họ tên, còn cột thì lại là name đúng không? Mình sẽ đổi tất cả những cái đấy để đồng bộ về đúng không? Đó. Thì các bạn xuống cuối này, các bạn sẽ mở cái ngoặc nhọn. Đấy. Thì tất cả cái đổi này nó sẽ để ở đây. Và do các bạn đổi nhiều ấy, cho nên mình phải để từng cặp cái ngoặc nhọn tiếp, và các bạn lại ấn mở ngoặc nhọn tiếp đó. Thì đầu tiên ví dụ mình đổi tất cả, ví dụ cái mã nhân viên thì mình sẽ đổi thành mã nhân viên nhé. Thì mình sẽ có cái code này. Đấy. Phải các bạn cần đổi đổi thành gì đúng không, các bạn phải để trong đóng mở ngoặc kép nhé, xin lỗi, các bạn mở ngoặc kép ra cái chữ code này này. Đấy. Phải các bạn mở ngoặc kép thì nó tự đóng ngoặc kép luôn, mình sẽ thay bằng cái chữ mã nhân viên nhé. Đấy. Đấy, như vậy mình đã đổi được một cái đồng nhất cái tên này đúng không, bởi vì cái mã này nó có hai cái thôi. Phải tiếp theo cái cặp mình cần đổi nữa là gì,
Ví dụ là cái họ tên và cái name, ví dụ mình đổi tất cả là thành tên nhân viên đi đúng không? Thì các bạn mở ngoặc kép, hay các bạn sẽ đổi thành cái name. Ra đây các bạn phẩy, mở ngoặc kép ra thành tên nhân viên. Phẩy. Tiếp theo là cái họ tên ấy, mình cũng đổi thành tên nhân viên đúng không? Mở ngoặc kép là họ tên. Đóng ngoặc kép. Phẩy, các bạn sẽ đổi thành mở ngoặc kép này. Tên nhân viên đó, thì như vậy mình xong cái phần tên đúng không? Ví dụ sau này mà các bạn nó có một phòng ban mới nhá, các bạn nghĩ là có thể người ta sẽ đặt một cái tên nào đó đúng không? Mình dự phòng thì các bạn phải, ví dụ người ta lại đặt là tên không thôi chẳng hạn đúng không? Đó thì đây là cái trường hợp mà mình dự phòng, thì các bạn có thể lường trước đúng không? Mình nghĩ là tên này. À, các bạn xem các bạn phải cho trong đóng một ngoặc kép đi đúng không? Xin các bạn cái này phải để trong mở ngoặc nhọn này. Đấy, cái này tên nhân viên này nó đi theo cặp như vậy là nó phải để trong trong đóng ngoặc nhọn này. Đó, cái này là mở ngoặc nhọn này. Rộng cái này ra để cho các bạn dễ nhìn này, họ này. Tên này đúng không? Đấy, các bạn đóng ngoặc nhọn này lại. Đó, cái này các bạn mở ngoặc nhọn ra. Nó theo từng cặp mà. Đấy. Cái này các bạn đóng ngoặc nhọn này vào. À, như mình cố tình mã nhân viên. À, name thành tên nhân viên, họ tên thành họ tên ở đây thành tên nhân viên nha. Đó các bạn nè. Đóng ngoặc nhọn này là đó. Tiếp theo là gì? Phẩy này. À, các bạn lại lường trước là gì? À, ví dụ cái một cái cột là tên đúng không? Các bạn mở ngoặc nhọn ra thì nó tự đóng ngoặc nhọn lúc kia là tên này. À, thì các bạn phải để trong đóng ngoặc kép nữa chứ. À, tên này. Đúng không? Phẩy các bạn thay sẽ bằng gì? Đây là tên mình lường trước, ví dụ có một phòng mới mà nó lại đặt thành tên thôi thì mình sẽ đổi thành tên nhân viên nhé. Tên nhân viên đó, thì như vậy là gì, mình đã xong cái trường mã này, tên này đúng không? Đó bây giờ các bạn phải, ví dụ cái ngày sinh thì thôi, ngày sinh là có date ở birth nữa đúng không, thì mình cứ để là ngày sinh thôi. Thì các bạn mở ngoặc, các bạn lại mở một cái ngoặc nhọn đúng không, các bạn sẽ ghi mở ngoặc kép ra là date ở birth theo đúng cái tiêu đề của cái các cái file kia thôi. Date ở birth này, phải mở ngoặc kép ra, mình sẽ thay bằng ngày sinh đúng không? Nó còn cái tên ngày sinh vẫn giữ nguyên thì thôi đúng không? Đó. Các bạn phải, các bạn lại mở ngoặc nhọn tiếp. Đó, tức là mình sẽ thay từng cặp một. Mình còn cái gì nữa? À, còn cái phòng ban thôi đúng không? Phòng ban thì ví dụ cái chữ dev dpt, mình phải để trong đóng mở ngoặc kép chứ. Mở ngoặc kép, đóng ngoặc kép. Đó, các bạn phải, các bạn thay bằng gì? Mở ngoặc kép là phòng ban đúng không? Đây, đóng ngoặc kép. Đó, như vậy là mình đã xong cái công thức này. Mình giải thích lại nhé. Mình sẽ đổi cái tên cột thôi đúng không? Cái promote header chính là cái table mà sau cái bước này. Đó. Mình sẽ đổi cái code, tức là có những cái file ấy, thì cái tiêu đề code thì mình sẽ đổi tên nó đồng nhất về tên là mã nhân viên hết. Còn những cái trường mà họ tên thì ví dụ đặt là name thì mình cũng đổi về tên nhân viên, họ tên mình cũng đổi về tên nhân viên. Rồi là cái tên, ví dụ mình dự phòng sau này có một cái file người ta đặt là tên thì mình cũng chuyển thành tên nhân viên. Tức là mình sẽ đồng nhất các cái tiêu đề. Còn date of birth mình sẽ đổi thành ngày sinh, còn dev thì mình sẽ đổi thành phòng ban. Đó. Thì như vậy đây là tất cả các cái thay đổi đúng không? Đó. Các bạn phải tiếp theo của cái hàm table relame column trong Power Query này là cái missing field, tức là gì? Một vài cái trường hợp mà nó không tồn tại. Ví dụ như là cái trường tên mình đổi thành tên nhân viên này thì trong ba cái file kia nó không có cái tiêu đề nào tên là chữ tên cả. Đó, đây là mình chỉ là dự phòng thôi. Cho nên mình sẽ ghi ở đây là gì? Các bạn sẽ ghi là missing, missing. Các bạn có thể chọn cái missing explore này dưới đúng không? Tức là nếu như mà nó không tồn tại thì các bạn bỏ qua thôi, đúng không? Đó. Các bạn sẽ đóng ngoặc đơn lại để xong cái hàm relame column này. Đó.
Bây giờ các bạn enter nhé. Bây giờ các bạn vào cái file cuối cùng ở đây thì các bạn cũng xóa cái change style này đi. Đó, các bạn thấy chưa? Thì lúc này nó sẽ đồng bộ hết đúng không? Đó, tên này, mã nhân viên, ngày sinh và phòng ban, nó vừa khác tiêu đề và vừa khác cấu trúc. Đó, còn các bạn có thể xóa cái, các bạn mua cái cột tên file đi cũng được nếu các bạn không thích. Đó, còn các bạn muốn xuất ra một cái file Excel thì các bạn close and load to. Đó, các bạn có thể export ra chỉ cái kết nối thôi, và các bạn lấy cả dữ liệu thì mình sẽ chọn table, mình export ra cái ô ví dụ. Các bạn có thể ra một cái lưu worksheet này, hoặc là chính cái sheet này luôn, cái sheet trống, hoặc đây thì mình sẽ export ra cái sheet, sheet này là sheet 1 và cái ô B2 đúng không? Các bạn bấm OK. Đó, các bạn thấy không? Rất là hay. Thì các cái file này nó có tiêu đề khác nhau và cả khác thứ tự nhưng mà nó vẫn làm được cái việc ấy. Thì ở cái phần ngày sinh này nhá, nó mình sẽ đổi lại cái kiểu kiểu dữ liệu này đúng không? Cái cột ngày sinh nó đang là kiểu số đúng không? Nên các bạn tích vào đây. Các bạn sẽ đổi là Days đúng không? Days. Đó, các bạn close and load lại. Đó, nó sẽ đổi thành kiểu ngày sinh. Bây giờ giả sử nhá, mà các bạn thêm hoặc các bạn tạo một cái file mới đúng không? Đây, ví dụ mình vào cái folder vừa xong. Đây, mình sẽ tạo một cái phòng mới. Ví dụ các bạn Ctrl C, mình Ctrl V. Mình cái phòng copy này mình sẽ đổi thành một cái phòng gọi là phòng phòng gì cũng được nhá. Ví dụ phòng phòng hành chính nhá. Đấy, ví dụ là phòng hành chính đi. Có một cái phòng mới, nó cũng đặt tên mình để này. Phòng hành chính đúng không? À, các bạn này tích đút vào để mình sửa cái file này đi. Mình sửa cái file này để các bạn sẽ thấy là gì. Đây, ví dụ là phòng hành chính nhé. Để các bạn thấy là nó có cập nhật đúng không? Đó, ví dụ mã là gì? HC001. Ví dụ mình vẫn để cái tên này đi. Ví dụ mình lúc đấy mình nói là mình phòng cái chữ tên đúng không? Cho nên ở đây mình sẽ đổi thành tên. Và ví dụ mình cho cái tên này nó ra là cột bên ngoài, tức là mình vừa thay tên và vừa thay thứ tự đúng không? Đó, các bạn thấy nhá. Đấy, các bạn lưu lại, save lại. Bây giờ các bạn refresh này, nó sẽ có thêm cái phòng hành chính nhá. Các bạn nhấn chuột phải refresh này. Đó, các bạn thấy chưa? Thì nó sẽ có thêm cái phòng phòng hành chính ở đây. Đó, các bạn thấy không? Rất là hay. Trong cái Power Query này các bạn nhìn này, các bạn muốn cái cột tên lên trước thì các bạn di chuyển nó sang đây thôi đúng không? Mình di chuyển cái kết quả cuối cùng, các bạn có thể di chuyển ví dụ mã nhân viên trước này, sau đấy họ tên, ngày sinh, phòng ban. Đấy, ví dụ mình chọn cái cấu trúc này đi. Đấy, các bạn close and load lại. Đấy, thì nó mã nhân viên, họ tên đó. À, thì như vậy là mình đã xong đúng không? Các bạn có thể sửa đổi thì ở trong này nó cũng cập nhật hết nhá. Đó, thì đấy là cái để các bạn sẽ để gì ạ? Các bạn sẽ gộp file, gộp nhiều file, nó vừa khác tên và vừa khác cái thứ tự cột nhá. À, ok, như vậy là mình đã kết thúc bài học ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất của Gà, cũng như chia sẻ để giúp mọi người cùng học nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.